đẩy đứng dưới của đồng đội thì đang di chuyển xuống để hỗ trợ thủ Diệu Nổ giải quyết lính đến từ vị trí của Silas, có trốn bắt luôn nhưng móc bỏ neo thành công, chồng choáng cái từ vị trí của Zerg với bước nhảy hoàn vũ. Bên này thì dây đổi búa lao thẳng vào lưới kiến tuyến phóng, ui Silas biến mất khỏi bản đồ, thì huống dâu dồn sát thương đến từ con Ire của Zerg, tiếp tục móc bỏ neo thành công, đâm kiếm hồi lại từ Zerg, bắt choáng không chung với từ Zerg, nhưng anh ta có hồi lại cho mình đâm kiếm, tiếp tục đâm kiếm vào lính để có thể hút máu ngược trở lại, và đó là cú triple kill dành cho Zerg ở cánh dưới. Okay, vào với kèo đấu giữa Aurelia của Zerg đối đầu với lại dây đứng trên. Để xem là rớt đối khi đầu đầu với lại chất tướng làm nên tên tuổi của mình thì anh ta sẽ xử lý như thế nào với một con dây chinh phục hiện diện trí tuệ huyền thoại tốc độ đánh và chốt chặn cuối cùng. Dây và Bích Quy giao hàng để trụ đường đến từ dây, trong khi đó thì Aurelia của rớt là chinh phục hiện diện trí tuệ huyền thoại tốc độ đánh chốt chặn cuối cùng, khá là giống với dây, chỉ khác là ở nhánh phụ kiên định thì anh ta lấy 2 điểm ở Jacob lan tràn thôi. Và để xem là rớt anh ta xử lý như nào, lại đánh trước đến từ rớt này, đâm kiếm vào lấy càng nhiều máu dây càng tốt, sẽ là đợi đâm kiếm hồi lại và đâm kiếm thêm một nhịp nữa đến từ rớt chăng, nào vẫn đang cố gắng khô máu đối phương nha. Như đã nói thì rớt sẽ cố gắng lấy càng nhiều máu của dây càng tốt, cắn bình luôn rồi đến từ cả hai. Sẽ là cố gắng lên 2 trước đến từ rớt, ui còn bết được cả một cầu sấm luôn mà. Rất khó chịu đến từ tình huống nhấp nhả vừa rồi của Zerg. Nào đâm kiếm giữ bố stack IV này. Sẽ là người lên 2 trước ấy từ Zerg khi mà anh ta ăn con lính này. Lên 2 trước đâm kiếm vào áp sát đối phương luôn. Nào đánh thường, gồng đúp, đúp flat. Tình huống đúp flat rất nhanh, tình huống tốc biến cũng cực kỳ nhanh ấy từ vị trí của dây. Dây vừa rồi cầu sống hút rồi. Nào đâm kiếm bù lại từ Zerg, đâm kiếm tiêu nhịp lẫn đủ sát thương với mạng solo kill trên top dành cho Zerg. Ragaz đang là vòng dự hướng lên trên nha. Thế lính này rất xấu, nhưng dây sẽ phải đẩy rất nhanh vào để tránh việc là rất ngưng động. Morgan lên trên luôn rồi. Thế lính cực kỳ xấu nha. Đây là thế lính rất xấu, nhưng dây đang cảm nhận được rằng là nếu anh ta đẩy cao, anh ta có thể gặp nguy hiểm. Nào để con lính này, đâm kiếm vào. Bắt choáng luôn không? Dây cầu sấm lôi phạt đẩy ra luôn, nhưng đó là cứu lăn bụng tốc biến rất nhanh đến từ Morgan. Thủ diệu thường làm chậm thành cầu và mạng sẽ có dành cho vị trí của Zeus. Thôi sao có dây rồi anh em ạ. Vừa tê lê lên ăn được 11 con lính thì chết theo mạng nữa. Rớt đẩy Big Way vào. Ui chống lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con lính. Mặt chóa không thành công với từ rớt rồi. Né thành công đến từ rơi nhưng đâm kiếm ngược về lính. Nhưng mất quy luôn rồi. Mất quy đến từ rớt. Cần phải đợi hồi lại quy và tick stack của Aurelia thôi. Nào nhưng lính xấu quá. Lính quá xấu thành cho rơi. Thật lính này thì nếu mà dây không cố gắng đẩy thì anh ta sẽ bị ngưng động đến chết mà thôi. Rớt đang cố gắng tận dụng điều đó là đẩy con dây lên cao. Sẽ là lên 6 trước ấy từ rớt. Nào chuẩn bị chạm 6, 5 vào chơi luôn à. Đánh thường có nội tại của Aurelia gồng đúp. Quy hồi lại sẽ có solo kill nhưng không cần. Đủ sát thương với một đòn đánh thường đến từ rớt với bố stack của Aurelia. Thậm chí vừa rồi không cần dùng tới lưỡi kiếm tiên phong, rớt vẫn có điểm solo kill. Thì rớt cũng khen Ire King rất là nhiều ở trên livestream, và thậm chí là ngược lại Ire King thì cũng dành những lời có cánh dành cho đường chơi của T1. Ván này thì Zerg đang muốn cosplay Ire King rồi. 5-3 lính so với lại 29 của Zay. 3-0 với một con Ire early game. Thậm chí là bây giờ Ragaz tiếp tục lên cam. Vừa di chuyển lên lại tiếp tục ăn cam quýt vít dừa với thùng rượu thường làm chậm thành công chặn đầu về. Làm choáng thành cầu từ giờ với mạng hạ gục thứ tư dành cho anh ta ở ván này. Và tôi sau con dây biến mất khỏi ván đấu luôn rồi. Quá khó chịu. Thẻ đã thu len này còn bị cam ạ. Đây sẽ là ít nhất 3 stack trụ với một big wave có xe to đẩy vào đến từ rớt nha. Sẽ có cố gắng tích nội tại của Ire. 4 stack tấn công trụ rất nhanh. Pha giữ bố stack không tốt lắm với từ rớt. Nào thậm chí là Ragaz đang 4 cam à. Cam thẳng con dây này. Nào di chuyển ra luôn rồi. Lăn bụng lấy tốc biến của vị trí dây. Cú đá tốt đến từ vị trí của Lee Sin. 6 ông găm trúng thủ dụng đồ đẩy ra. Lee Sin đủ sát thương để sát thành công vị trí của Ragaz. Đó là mạng dành cho vị trí của Kama. Thì cũng di chuyển lên trên và 2 điểm hạ gục dành cho bên phía team 1. Và cam quýt bị dừa không thành công khi mà đối phương có thông tin. Và bây giờ thậm chí là Talon chuẩn bị nằm. Đi.
ba xác nằm xuống đến từ bên phía của team 2. Và đừng quên rằng là team 1 đang có lợi thế về mạng, nhưng họ đang cầm 11 điểm mạng gục, 3-0 với một con Silas ở khu đứng giữa, và 5-0-5 đến từ Bolishin. Đẩy lính rồi nhưng mà ít thì nhiều, nó sẽ mất rất là nhiều lính ở trong những tình huống đẩy như vậy. Đẩy không triệt đẻ. Nào đâm kiếm vào áp xa đến từ rớt luôn. Có lưỡi kiếm tiên phong nhỉ. Bắt choáng tầm tối đa đến từ rớt. Thủ rượu đồ. Không cần tới lưỡi kiếm tiên phong, rớt vẫn xét điểm, có điểm hạ gục trong pha xử lý vừa rồi với Aurelia. Gragas nó còn chắc cú đến mức thủ rượu nổ đẩy con dây về. Lần nằm xuống thứ 5 đến từ dây ở cánh trên rồi. Đây sẽ là trụ bột tạo bản đồ dành cho rớt chăng. Sẽ tiếp tục một nhịp đẩy cánh trên đến từ rớt. Dây bấm mê về nhà. Kỳ bông. Dây về nhà được ạ. Vẫn đang là một gấu sức mạnh rất khủng khiếp đến từ một con Aurelia farm gần bằng tham và 5 điểm hạ gục ở early game đến từ rớt nha. Đây sẽ là pha di chuyển ra khu đứng giữa, giữa đường gặp Kama. Áp sát là Esbill thấp máu, tốc biến đến từ Esbill lao qua tường đến từ Talon. Điểm hạ gục đã có dành cho Talon rồi, mạng đầu tiên dành cho Talon ở ván này. Bắt chó không đủ tập đến từ vị trí của rớt. Chuyển tập giữ chân thành công, có luôn sóng âm vũ hải cước đến từ Lee Sin với đủ đam hạ gục thành công Talon. Anh ta hộ thẻ qua tường để có thể rút lui. Rớt đang bị kẹt lại trong tình huống này rồi, Varus tới hỗ trợ. Né sóng âm tốt đến từ vị trí của rớt, đôi hỏa kết hợp với King Mancha thành công, nhưng nó chỉ trúng vào vị trí của Varus và thôi, đang có nội tại. Những sóng âm găm trúng đủ sát thương, tốc biến đến từ vị trí của Lee Sin. Lee Sin đánh rất tín trong pha này nha. Rớt né sóng âm, rớt né thêm đội hỏa, móc bò đeo thành công, rớt hồi lại đâm kiếm và anh ta có được một mạng, thêm một mạng acid nữa dành cho rớt với tình huống xử lý vừa rồi ở khu vực ngang bùa sách của đối phương. Né chiêu rất mượt đến từ rớt ở trong pha vừa rồi với Aurelia. Mạng thứ 6 dành cho rớt, rồi đâm kiếm hồi lại máu, quay trở lại giao tranh thôi. Nào Salad bị kẹt lại, dính móc bò đeo khả năng cao là nằm này. Móc bò đeo thành công và tạm biệt Salad. Tốc biến né bắt choáng đến từ rớt nhưng đánh thương thì không né được bạn ơi. Mạng thứ 7 dành cho rớt ở ván này ở phút thứ 13. Và đây sẽ là trụ bột toàn bản đồ dành cho Aurelia trong tay rớt. Không, trụ bột đứng trên thôi. Trụ bột toàn bản đồ đã có dành cho Esbill ở cánh dưới, khả năng đẩy đường tốt cùng với trận tướng Kama rồi. Thậm chí là rớt đang muốn để lính bị triệt tiêu á. Chưa lại vội lấy trụ khi mà dây cũng đã di chuyển lên trên rồi, nhưng mà rớt đang đứng dình nha. Lưỡi kiếm tiên phong có đến từ rớt. Bùng rờ chúng bắt choáng thành công, tốc biến bỏ chạy đến từ dây nhưng lao theo và đâm kiếm đến từ vị trí của rớt. Nào không đúp. Nào quy hồi lại. Ui sát thương kìa. Solo kill cạnh trên dành cho rớt với Aurelia. Con dây này chết 7 mạng rồi. 7 lần nằm xuống đến từ dây. Không tỉnh anh em ạ. Hấp huyết đồ 2 đến từ rớt. Với ngưỡng sức mạnh ở phút thứ 15. Bây giờ tiếp tục là con dây này bị cam. Và khát trừng phạt làm chậm thành công thùng rượu thường. Bắt choáng chính xác, thùng rượu đồ thì hút nhưng không sao cả. Chỉ cần rớt bắt choáng chúng là sẽ có mạng. Mạng thứ 9 dành cho rớt rồi. Rất đơn giản với tình huống truy đuổi khi mà Ragas. Đúng là từ nhà đến trường luôn. Như vậy là hấp huyết đồ 2 chứ không phải là nọ từ thủ giống như Ivaking đến từ rớt. Và trận này lên hấp huyết là hợp lý á. Cần phải có một chút hồi phục trong giao tranh. Nên nọ từ thủ nhiều đam quá. Có một chút máu nữa. Đã bắt choáng hai người tốt đến từ giờ với bước nhảy hoàn vũ, lên kiếm tiên phong búng vào mục tiêu là Kama. Móc bỏ đeo không thành công nhưng đâm kiếm đủ sát thương đến từ giờ với mạng hạ gục thứ 10 và thậm chí có thể sẽ là thứ 11 dành cho đường trên của T1 trong tình huống này không đúp. Rất mượt với những cái pha xử lý đến từ Aurelia của Zeus. Đồ 3 sẽ là gì ở đao tím? Đao tím là hợp lý. Rất mượt nha, và đây sẽ là pha đánh thông nổ. Dây hạ gục thành công, Varus được đủ đam rồi. Shutdown thành công, Varus đến từ dây. Nhưng góc này dây thoát kiểu gì đấy. Có chiêu cuối. À chiêu lại chiêu cuối nhưng có tốc biến từ rớt nha. Nào vẫn đang rất từ tốn đến từ rớt. Cầu sớm hụt đến từ dây rồi. Nhấp nhả. Hai bên đều có tầm nhìn của nhau á. Đâm kiếm vào áp sát đến từ vị trí của rớt. Bắt choáng tình huống trang dây không trúng ai cả. Rớt đang bị cài, hơi khó chịu một chút. Nhưng Talon đang rất là gần khu vực này nha, 2-2. Nào đâm kiếm vào chơi tiếp với từ rớt luôn, dính chuyên tâm rồi. Nhưng Talon đủ đam hạ gục thành công được vị trí của dây. Nhờ góc này thì dây chính xác là vị trí của rớt khó thoát rồi. Nào hấp huyết hồi lại máu nhưng mà cũng không đủ lượng chống chịu khi mà Lee Sin tầm này nó đang rất xanh. Hai đồ lớn đến từ Lee Sin thì cũng không kém cạnh gì so với lại rớt đâu. Chợ nha.
vẫn đang làm con đi rất xanh. Xong ông Văn Trung đến từ Lee Sin là cú đáng được về luôn. Người hứng là Espil, lưới kiếm tiền phong có từ giờ, cú lưới kiếm tiền phong quả trái bung trúng ba người, đâm kiếm vào áp sát mục tiêu là Kama rất thấp máu, đâm kiếm thêm một nhịp nữa, Kama tốc biến bỏ chạy nhưng đó lát bút tốc biến với điểm bao cùng dành cho Gragas và tung rượu nổ hạ sát thêm một người nữa, một cú double kill dành cho jungle của team Hải. Rất setup rất tốt để đồng đội hứng với cú double kill nhưng góc này Talon nằm xuống, cú sát thương cuối cùng thuộc về Jayce. Rốt di chuyển ra hơi trễ và anh ta đang muốn cân đôi à? Nào đâm kiếm với bố stack của Ire. Dây đổi búa lao thẳng vào hấp huyết hồi lại máu trốn bắt thay câu đến từ Silent không đúp giả sát thương. Đâm kiếm hồi lại đến từ Zerg và suýt chút nữa thì anh ta có pha cân đôi ở mid. Rất đáng tiếc dành cho Zerg trong pha vừa rồi khi con rơi nó có tốc biến anh em ạ. Chú thứ tư có thể sẽ là một cái giáp thiên thần. Nào dịch chuyển đến từ Zerg đang có đánh nhau ở khu vực đứng giữa. Đây sẽ là tình huống dịch chuyển vòng sau từ Zerg bắt chóa không trúng ai cả. Những đâm kiếm sẽ đủ sát thương cái từ giờ với mạng đầu tiên dành cho anh ta trong pha này. Đồng đội thì chết 4 người rồi. Thôi sao rồi. Đâm kiếm đến từ giờ để giữ bố stack của Ire với tình huống mà anh ta chuẩn bị phải cân 4. Có lưỡi kiếm tiên phong nha. Nào chắc dây trúng 2 người đến từ giờ rồi. Lưỡi kiếm tiên phong trúng 3 người đến từ giờ. Đâm kiếm có hấp huyết hồi lại máu và anh ta đủ đam hạ gục thành công Lee Sin trước khi nằm. Pha cân 4 ở đường dưa đến từ rớt và rớt có một điểm hạ gục trước khi mà anh ta nằm xuống với cú quét sạch dành cho bên phía của team 1. Có được cho mình giáp thiên thần với đồ thứ tư nhưng mà đồng đội đang gặp khó ở khu vực đứng trên rồi. Một mạng đã có lát bụng tốc biến đến từ vị trí của Ragaz. Có luôn mạng của Kama nhưng đây là 3-4 rất khó có thể cho rớt đồng đội. Máu Talon và Varus là quá thấp. Tiếp tục là pha bắn thần bí tầm xa tốt cầu sớm. Ui bắt buộc phải chắn thôi. Bắt chóa không thành cầu từ giờ tốc biến quy đủ sát thương đến từ SV và phan bắn thần bí. Cú đá hai người tốt đến từ Lee Sin và sau đó vua cương hạ sát thành công được Varus. Xong rồi rớt đang phải cân 4, à đây cân 3. Rớt đang phải cân 3 với tình huống tấn công cánh trên đến từ bên phía của team 1. Tìm kiếm con dây trước. Nào bắt chóa chung với bước nhảy hoàn vũ ấy. Lưỡi kiếm tiên phong chưa hồi lại, ăn lưỡi kiếm tiên phong của Silas rồi. Đâm kiếm vào hấp huyết hồi lại máu với 1000 tiền mạng sắt đao dành cho dây. Có giáp thiên thần đến từ vị trí của Zerg và khi tỉnh dậy giáp thiên thần anh ta sẽ có đâm kiếm để có được cho mình cú double kill triple kill không chính thức dành cho Zerg. Đâm kiếm áp sát thành công bắt choáng tầm tối đa và đó là cú quad ra kill không chính thức ở cánh trên đến từ Zerg thì cuộc phòng ngự thành công. Team 2 đang đẩy ở đường dưới của đồng đội đang di chuyển xuống để hỗ trợ thùng rượu nổ giải quyết lính đến từ vị trí của Silas có trốn bắt luôn nhưng móc bỏ neo thành công trông choáng cái từ vị trí của Zerg với bước nhảy hoàn vũ. Bên này thì dây đổi búa lao thẳng vào lưới kiếm tiên phong. Ui Silas biến mất khỏi bản đồ thì huống dâu dồn sát thương đến từ con Ire của Zerg. Tiếp tục móc bỏ neo thành công đâm kiếm hồi lại từ Zerg bắt choáng không chung với từ Zerg nhưng anh ta có hồi lại cho mình đâm kiếm. Tiếp tục đâm kiếm vào lính để có thể hút máu ngược trở lại và đó là cú triple kill dành cho Zerg ở cánh dưới. Sức mạnh đến từ một con Ire full đồ vừa được Zerg thể hiện trong tình huống xử lý ở cánh dưới vừa rồi và anh ta gánh team thành công anh em ạ. Quét sạch dành cho team của Zerg và đây sẽ là thơ lính đẩy thẳng xuống cánh dưới để end game đến từ Zerg cùng đồng đội. Hai mươi chín phút 21 mạng dành cho Zerg và lệnh FF đã được gõ đến từ bên phía của team 1.